đang trải nghiệm cáp treo băng qua rừng tuyết, một du khách gặp kiếp nạn khiếp đảm khi bị vòi rồng phun xối xả. Tưởng rằng sẽ có một trải nghiệm ngắm tuyết giữa ngày đông buốt giá, thế nhưng vị du khách trong video đã không thể ngờ rằng mình lại gặp phải sự cố kinh hoàng khi đang ngồi cáp treo trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại núi Beach, bang Carolina, Mỹ. Có thể thấy cảnh tượng đáng sợ như vòi rồng được phun ra với lực khá mạnh từ bên dưới mặt đất phủ đầy tuyết. Đặc biệt, ngay hướng dòng nước phun lên trong không khí là vị trí của một du khách đang ngồi trong cáp treo. Người này dường như bất động, mặc cho dòng nước phun ngược lên mình. Quần áo và ghế ngồi cũng đã chuyển sang màu trắng xóa, trong khi nước trên người đóng băng gần như hoàn toàn. Với áp lực phun mạnh như vậy, nhiều người lo sợ du khách này sẽ chết cóng. Số khác lại không hiểu vì sao họ không di chuyển thang máy hoặc người kia cố gắng nhảy khỏi cáp treo mà để mặc cho sức nước phun điên cuồng ở bên dưới như vậy. Hiện trường xảy ra vụ việc hỗn loạn, nhiều người đứng thành từng nhóm nhưng không thể làm được gì để giải cứu người đang bị mắc kẹt kia. Được biết người này đã trượt vào hệ thống cấp nước và khí vào đúng thời điểm hoạt động tạo tuyết đang thực hiện, khiến nước phun lên xối xả, gây ướt sũng và gần như là đóng băng. Sau đó vị khách gặp nạn đã phải nhập viện nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Bạn đã bao giờ gặp phải sự cố khó đỡ và nhớ đời như vậy khi đi du lịch hay chưa? Hãy chia sẻ ở bên dưới cho tụi mình biết với nhé!